cha các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Phi chờ 125, dọn kiển tuyệt đẹp với một cái dàn chân Nhật Bản cả chục triệu. Cái chiếc phi chờ 100 hôm nay là một cái mẫu xe được phối như món đồ chơi chất lượng nhằm đem đến một hình đẹp hơn, xịn sò hơn của con xe. Đáng tiếc nhất trong cái mớ đồ chơi ấy đó chính là cái cặp mâm có đến từ thị trường Nhật Bản. Cái phần dây áo được phối trắng đỏ, một cái tông màu của chiếc quay 100i nên được rất nhiều anh em dọn cái dòng xe này ưa chuộng. Phía trước bắt thêm phần rổ để có tiện một cái không gian chứa đồ và góp phần cho xe nó cách điệu hơn. Cái bờ đồng hồ màu trắng nó bật tô điểm ở giữa là cái chợt trung tâm Harlin. Một cái dòng này cũng hỗ trợ tay lái của bạn không bị sát tốc độ cao. Quan trọng hơn là cái sự gọn gàng của nó, một điểm cộng rất lớn nếu đem so với những cái mẫu chợ khác. Lực bật cái cụm nắng Nissin thông thường này nào vì hiệu năng của nó là không phù hợp lắm cho người chủ. Anh ta thay đó là cái dòng Rainbow Asset, hiệu năng sẽ tốt hơn nhưng phải cắt khuyết áo thì mới bắt được. Lốc máy cũng được sơn đen chuẩn phong cách của xe Thái. Cabo được gia công chất liệu inox bị vàng khi đi nhiều thời gian sử dụng. Cái gác máy inox cũng phối cùng với cao su chỉ chống chừng cái dàn chân của chiếc cúp 1.5. Cái dàn chân trước sợi dầu heo muốn đầu đồ chơi được phối cùng với con heo dập của Rainbow Dick Hybrid, đối xứng nhìn cũng rất là tinh tế, làm thêm cái phát CNC cho phù hợp hơn đi cùng với điểm của Rainbow Motoba 220. Cái dàn chân sau các bạn đang thấy nhiều vị trí ốc đã được thay mới bằng chất liệu inox, góp phần cho con xe thêm chút sáng bóng. Song song cùng với đó là một cái sự chuyển qua tận dụng cái phát tăng sinh âm, nhìn bộ cấp trở nên nó gọn gàng hơn. Cái hộp Colin bình dầu liền nằm trên được tinh chỉnh lại rất nhiều cho cái phần màu sắc, bao gồm như cái lò xo đen phối cùng với tem bình dầu màu xanh nhìn nó rất là lạ mắt. Cái mâm là của dòng Daytona, cái bản đĩa trước đùm sau hiện nay có mức giá thị trường là khoảng hơn 11 triệu. Wildo cái đời 2017 lột xác với nhiều trang bị mất tiền, được anh em săn tìm dù bị cường sức rất lâu. Cái dòng đồng Wildo cái đời 2017 đã cuốn hút anh em chơi xe bằng nét đẹp nó thon gọn nhưng không kém phần thể thao. Bởi vì mô hình của nó, người chủ cái bản nâng cấp hôm nay đã quyết tâm độ lạc con xe của mình bằng những trang bị khá nổi tiếng. Để điều tiết thắng trước là nâng cấp cái cụm thắng của Rainbow Asset có hiệu năng bóp thắng im dịu hơn. Cụm thắng sau thì quản lý bởi cụm con tiếp em. Đây là có combo huyền thoại được do LM Taga tận dụng. Theo mình tham khảo thì giá combo này đó khoảng gần 12 triệu. Để có nước để bà hiệu quả hơn, người chủ đã gắn cái cụm gạt đồng nồ có mức giá từ 1 đến 2 triệu nhằm tối ưu cốt gắn hành trình da. Ngoài ra ở đây chúng ta còn thấy sự hiện tiện hiện hữu với đồng hồ Casio dành cho Deep Widow, màu sắc rất là lạnh mắt và giá cũng khoảng 5 triệu. Mâm xin là bỏ thay bằng dòng mâm của Rexpo 8 cây khiến dàn chân chiếc xe cứng cáp hơn rất nhiều. Mâm này có mức giá hơn 2 triệu rưỡi. Hiệu năng thắng chiếc xe được tối ưu hơn bởi cái hình con heo của Rainbow là của lớn 20 xứng, đĩa là của Gaffer. Heo và đĩa tính luôn cái lòng tiện nữa thì có thể ngốn từ 8 đến 9 triệu. Đảm bảo chiếc xe hiệu năng nhúng im ái hơn, phục hồi điên danh tiếng được trang bị cho Bado. Tót lên được cái sự im ái, vậy nó có một cái nhược điểm nhỏ là phải khoét nhẹ phần giáo để quá trình vận hành không bị cả cứng. Giá cái cặp phục này dao động đâu khó là 8 triệu rưỡi một cặp. Người chủ đã nâng cấp hơi thở bóng Ross nhằm tạo ra cái sự phân kích mỗi khi nhíp ga. Riêng phần combo được chế bằng titan và có thêm cái bộ hơi để chống tình trạng bị hợp ga. Anh ta còn bảo vệ cho mình bằng một cái miếng che các nước CC chống đá sỏi văng vào làm mốc các nước. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy một lần nữa nha. Cảm ơn các bạn đã giải đích ngày hành đích tiếp. Nhớ like, subscribe.